Kính thưa quý vị và các bạn, miền Nam là một vùng đất trù phú với nhiều hoa trái quanh năm. Bưởi là một loại trái cây có giá trị sử dụng rất là cao. Không những múi bưởi chúng ta có thể ăn được, mà cả vỏ bưởi, hoa bưởi, lá bưởi còn có thể sử dụng để chữa bệnh. Chính nhờ những công năng đó và để sử dụng nguồn dược thảo thiên nhiên này mà người ta đã cố gắng đưa nó vào trong ngành chế biến các món ăn. Các bạn thân mến, bưởi được coi là biểu tượng chống cảm lạnh, ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Trong múi bưởi chứa khoảng 80% vitamin C, 10% vitamin A, 4% canxi, chất xơ và một số vi chất khác như axit folic, kali. Vì vậy, trong y học, những người bị bệnh huyết áp và mỡ trong máu cao được khuyến khích mỗi ngày nên dùng từ 5 đến 7 múi bưởi liên tục trong 4 tháng. Và để tận dụng phần vỏ bưởi quý giá mà người Việt Nam chúng ta lại có thêm một món chè rất mộc mạc và bình dị, đó là món chè bưởi. Bây giờ để thực hiện món chè bưởi, chúng ta cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu. Một tô vỏ bưởi trắng, một tô nhỏ nước cốt dừa, 200g bột năng, 100g đậu phộng rang vàng, 200g đậu xanh, 300g đường cát, muối, đường, vàng chua và nước hoa bưởi. Để có những cái hạt vỏ bưởi trắng như thế này thì sau khi lột vỏ bưởi ra thì các bạn sẽ dùng dao, chúng ta sẽ lạng bỏ cái phần vỏ xanh này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lạng sâu vô để bỏ cái phần vỏ xanh, tức là chúng ta loại bớt cái phần the đắng của vỏ bưởi. Sau đó chúng ta sẽ cắt lại những hạt lựu như thế này. Tùy thích các bạn có thể cắt hạt lựu lớn hoặc nhỏ. Bạn sẽ cắt ra như thế này ha. Sau khi đã có cái phần vỏ bưởi trắng này rồi thì các bạn chuẩn bị là chúng ta sẽ nhào với muối để cho loại bỏ cái phần the đắng ở trong cái phần vỏ trắng này, nó cũng còn nhưng mà ít. Thì các bạn sử dụng muối mà chúng ta hay dùng để rửa rau. Chúng ta cho một cái thau, một cái tô rộng. Thì để nhào với muối và để nó thấm thì các bạn sẽ cho vào một ít nước ha. Các bạn sẽ cho một nắm muối nhỏ vào. Chúng ta sẽ nhồi qua lại. Các bạn bóp nhẹ thôi để cho muối nó thấm và để nó ra cái nước đắng ở trong cái phần vỏ bưởi. Các bạn nhào thao tác này sau khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ xả nước cho thật sạch. Sạch muối đó, tức là nó hết mặn rồi đó. Thì tiếp tục các bạn sẽ cho muối vào và các bạn sẽ làm đến lần thứ 2, lần thứ 3 để loại bỏ hết cái phần the đắng đó ha. Thì các bạn sau lần thứ 3 cho muối vào, các bạn cũng nhào như vậy 1 phút. Thì cuối cùng các bạn cho nước, chúng ta xả ngoài nước cho thật nhiều nước để cho nó không có bị yểu. Tức là khi cho muối vào thì các bạn sẽ thấy cái phần vỏ bưởi nó bị mềm, rất là mềm, yểu. Thì các bạn sẽ xả nước sạch muối đi. Sau khi đã xả thật sạch muối rồi thì cái phần vỏ bưởi này mặc dù nó trắng nhưng mà nó cũng chưa có trắng hẳn. Nếu chúng ta thích trắng nữa thì các bạn sẽ dùng phèn chua. Phèn chua thì tỷ lệ chúng ta pha một muỗng cà phê phèn chua giã nát. Các bạn pha trong một lít nước, các bạn hòa đều cho tan cái phần phèn chua. Rồi chúng ta cho vào vỏ bưởi chúng ta ngâm. Các bạn ngâm trong khoảng 15 đến 20 phút. Thì sau 15 đến 20 phút thì các bạn phải xả cho sạch cái phần phèn chua này. Cái phần vỏ bưởi này nó là cái phần thịt xốp nè. Các bạn thấy khi nó thẩm thấu rất là nhanh. Nếu các bạn do vậy mà khi chúng ta cho ngâm với phèn chua rồi á, các bạn sẽ xả cho sạch và chúng ta vắt, vắt nhiều lần, cho nước vào rồi vắt, cho nước vào rồi vắt cho đến khi các bạn có thể thử cái vỏ bưởi nó không có cái vị chua chua của phèn chua là được. Thì sau cùng chúng ta sẽ vắt hơi ráo nước ha.
Và đây là phần vỏ bưởi đã được nhào với muối 2 đến 3 lần và xả sạch và ngâm phèn chua, và cũng xả thật sạch cái phèn chua rồi, các bạn sẽ vắt ráo nước và chúng ta sẽ đặt lên bếp một cái nồi lượng nước gấp đôi với lượng vỏ bưởi. Tuy là món chè bưởi nhưng mà nếu chỉ có bưởi không thì món chè chắc chắn sẽ không có cái vị ngon. Do đó chúng ta phải cần đến đậu xanh. Đậu xanh thì nãy tôi giới thiệu là 200g đậu xanh, chúng ta không đậu xanh loại không có vỏ. Các bạn về chúng ta vo sạch và chúng ta ngâm. Việc chúng ta ngâm đậu xanh trước khi chúng ta nấu á thì sẽ rút ngắn cái thời gian chúng ta nấu. Ta nấu rất là nhanh. Các bạn có thể ngâm trước nửa giờ đến 1 giờ. Và các bạn nhớ là nấu cho khô ha. Hình thức chúng ta sẽ nấu chè như là chè táo sọn. Thành ra các bạn sẽ nấu đậu xanh cho mềm nhưng mà phải khô ráo và rời từ hạt. Còn phần đậu phộng thì các bạn để tạo mùi thơm cho món chè thì chúng ta sử dụng cái phần đậu phộng. Các bạn sẽ rang vàng, đãi vỏ sạch và chúng ta chỉ giã bể thôi, không có giã nhuyễn quá. Sang đến phần nước cốt dừa thì một số vài món chè trước tôi đã có hướng dẫn là chúng ta cách nấu nước dừa rồi. Thì phần này chúng tôi chỉ nhắc lại và thêm một số ý. Tức là nước dừa thì các bạn chúng ta sử dụng khoảng, để có một tô nhỏ nước dừa này, các bạn sử dụng khoảng nửa ký dừa trắng. Chúng ta vắt lấy nước, chúng ta cho nước ấm vào, chúng ta vắt lấy khoảng một tô như thế này. Và các bạn sẽ múc ra một ít hòa với bột năng. Rồi chúng ta khuấy trên bếp cho đến khi hỗn hợp nước cốt dừa sôi nhẹ thôi là chúng ta tắt bếp ngay. Và nhớ, các bạn nhớ cho vào nước cốt dừa khi thắng, khi mà nấu á, chúng ta cho vào khoảng một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, để cái phần nước dừa nó đậm đà, vả lại sẽ giữ nước dừa nó rất là lâu hư. Và các bạn cũng lưu ý đối với nguyên tắc thắng nước dừa đối với các món chè, hễ mà món chè dạng đặc thì các bạn thắng nước cốt dừa chỉ sệt thôi, tức là vừa loãng thôi. Còn món chè loãng thì chúng ta sẽ thắng nước cốt dừa đặc, để tạo cân bằng cho giữa nước cốt dừa và món chè nó ngon hơn. Hôm nay món chè của chúng ta thuộc dạng hơi đặc, do đó các bạn chỉ thắng nước cốt dừa có độ sánh sánh thôi ha. Sau khi nước trong nồi thật sôi thì các bạn sẽ cho phần vỏ bưởi vào để chúng ta luộc. Các bạn sẽ luộc cái vỏ bưởi này trong khoảng từ 5 đến 7 phút thôi. Và ở đây chúng ta sẽ canh. Sau khi nó sôi thì các bạn sẽ canh sau khoảng 2-3 phút thì các bạn sẽ vớt thử một cái hạt bưởi. Rồi chúng ta sẽ ăn thử. Các bạn thấy có độ nó bớt sảm đi so với cái ban đầu. Do vậy, cái ban đầu chúng ta cũng nên cắn thử. Các bạn sẽ thấy nó sảm lúc mà chúng ta chưa luộc. Và sau khi luộc được khoảng vài phút thì các bạn sẽ thử tiếp tục. Các bạn thấy nó bớt sảm như ban đầu là được. Chúng ta đừng để vỏ bưởi mềm ha. Nếu mềm ở giai đoạn này thì món chè của chúng ta còn qua một giai đoạn nấu nữa thì cái bưởi, những cái miếng bưởi này nó sẽ rất mềm và không ngon. Mục đích chúng ta luộc canh như thế này để khi món chè hoàn tất là các miếng bưởi nó sẽ có cái độ giòn xịt tự nhiên mà chúng ta không cần cho thêm một chất phụ gia nào hết. Sau khi khoảng từ 5 đến 7 phút các bạn thử thì cái bưởi nó bớt sảm như ban đầu nhưng mà nó phải còn cái độ hơi sực sực ha thì món chè mới ngon. Thì các bạn sẽ vớt ra ngay. Và chúng ta sẽ dùng muỗng, chúng ta sẽ chận cho cái phần nước nó ra bớt ha. Chúng ta không có vắt ráo hết hẳn đâu, cũng phải còn chừa lại một ít. Và các bạn lưu ý về điểm này nữa, chúng ta không cần phải xả qua nước lạnh vì ở giai đoạn nấu chúng ta đã canh rất kỹ, tức là các bạn sẽ thử cái miếng bưởi nó còn phải giòn sực thì các bạn khi đổ ra như thế này chúng ta không cần phải xả qua nước lạnh. Nhưng lỡ nếu cái trường hợp mà chúng ta để nó hơi lâu một chút, nó hơi bị mềm á thì chúng ta sẽ cho ra rổ và chúng ta xả nước lạnh ngay và ngâm nhiều nước lạnh cho đến khi nó thật nguội hẳn thì nó cũng chữa được một phần là vỏ bưởi bị mềm. Sau khi các bạn chận hết cái phần nước ra bớt rồi, chúng ta cho lại vào một cái tô. Và các bạn sẽ cho đường vào đây để chúng ta ướp. Lượng đường các bạn ướp với cái tô vỏ bưởi này chúng ta sử dụng khoảng 100g. Các bạn sẽ trộn đều, trộn hoài cho đến khi cái lúc vỏ bưởi nóng như thế này thì đường rất là nhanh tan và nó sẽ hút hết cái đường vào trong cái phần vỏ bưởi, sẽ làm cho món chè bưởi nó đậm đà hơn.
Và các bạn ở nhà chúng ta sẽ chờ cho cái vỏ bưởi này nó nguội nguội đi ha, rồi chúng ta mới cho cái phần nước hoa bưởi vào. Các bạn sẽ ướp ở giai đoạn này để cái phần vỏ bưởi nó hút cái nước hoa bưởi, nó sẽ tạo ra cái mùi thơm. Khi các bạn ăn thì những cái múi bưởi này nó rất là ngon. Chứ chúng ta không cho vào trong cái phần nước chè, mà chúng ta sẽ ướp trực tiếp vào trong những cái vỏ bưởi này. Và sau khi cái phần vỏ bưởi đã trộn đường, nó hút, các bạn thấy những cái hạt đường nó không còn nằm ở bên ngoài, tức là đường đã tan và đã hút vào hết trong vỏ bưởi rồi, thì chúng ta chuẩn bị đến giai đoạn là chúng ta sẽ trộn với áo với bột. Đây là phần vỏ bưởi đã được ướp đường và đã hút hết đường, đã hút hết vào trong cái phần vỏ bưởi rồi. Phần bột năng là trong cái nồi chè chúng ta sử dụng khoảng 200 gram bột năng. Các bạn sẽ cho khoảng 100 gram vào cái vỏ bưởi này để chúng ta áo. Tức là những cái vỏ miếng vỏ bưởi này nó sẽ được áo một lớp bột mỏng. Việc chúng ta áo bột như thế này có tác dụng, thứ nhất là khi chúng ta nấu chè thì cái bột nó sẽ ngăn được, không cho nước nó hút hết vào thêm vỏ trong vỏ bưởi nữa, nó làm cho cái vỏ bưởi chúng ta bị mềm. Và cái thứ hai là khi chúng ta nhai chúng những cái miếng vỏ bưởi này thì nó có độ dai dai của bột và độ hơi giòn của vỏ bưởi. Các bạn cũng lưu ý ha, là khi chúng ta ướp với đường, bởi vậy tôi nói là chúng ta phải vắt bớt nước đi. Nếu các bạn để nước thì đường vào nữa thì nước nó sẽ dư. Nó sẽ dư thì khi chúng ta áo bột vào á thì nước nước dư quá, cho nó sẽ cần rất là nhiều lượng bột. Do đó chúng ta sẽ vắt ráo để đến khi mà đường nó áo vào trong, nó hút vào trong cái phần vỏ bưởi á, thì nó sẽ hút ráo, nó nhìn nó những hạt nó khô như thế này, và chúng ta chỉ cần áo một lớp bột mỏng là nó ngon rồi. Nếu bột dày quá thì món chè lại không ngon. Sau khi cái phần vỏ bưởi đã thấm đường và đã được áo một lớp bột năng mỏng rồi, chúng ta sẽ đặt một cái nồi nước lên, chúng ta nấu cho thật sôi. Lượng nước chúng ta nấu với cái lượng vỏ bưởi và đậu xanh hôm nay, các bạn sử dụng khoảng 1 lít nước. Khi nước trong nồi thật sôi, các bạn sẽ cho cái phần vỏ bưởi đã được áo bột vào. Các bạn sẽ nấu cho cái phần bột nó được trong trở lại thì nó mới chín. Khi các bạn thấy cái phần chè chúng ta nó trong lại rồi, các bạn sẽ cho hết 200 gram đường còn lại vào. Chúng ta chờ cho đường tan. Lúc này các bạn cũng cái phần khoảng 100 gram bột năng còn lại các bạn sẽ hòa với một ít nước cho nó loãng ra. Khi đường trong nồi chè đã tan ra thì các bạn sẽ cho từ từ cái phần bột năng này vào. Ta vừa cho vừa khuấy thì các bạn canh đến cái độ mà sệt đặc mà chúng ta thích. Ví dụ chúng ta thích đặc nhiều thì các bạn sẽ cho tiếp tục, còn như đến một cái lúc nào đó đạt được cái độ sệt đặc mong muốn thì các bạn sẽ ngưng lại, chúng ta không cho bột nữa. Như vậy các bạn chỉ cho từ từ thôi nha. Khi chè các bạn thấy có dạng sệt như thế này nè, ít ra thì nó cũng phải sệt nha, bởi vì chúng ta còn cho cái đậu xanh vào nữa. Nếu các bạn loãng quá, cái nồi chè chúng ta nấu loãng quá thì đậu xanh vào nó sẽ chìm hết dưới đáy, làm cho cái món chè nó không có hấp dẫn. Bây giờ bột năng vào nó đã trong lại rồi thì các bạn cho tiếp tục cái phần đậu xanh vào. Khi cho đậu xanh vào và các bạn tắt bếp, chúng ta sẽ trộn nhẹ cho đậu xanh hòa đều ở trong cái nồi chè. Chúng ta sẽ múc chè ra chén. Và các bạn sẽ chan nước cốt dừa lên mặt. Chúng ta sẽ rắc một ít đậu phộng. Như vậy là món chè đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công khi thực hiện món chè bưởi.